chào các bạn, mình là Ly và hiện tại mình đang ở 360 concept. Hôm nay mình đang chuẩn bị cùng với ekip Hà Nội Camera chuẩn bị cho một bộ ảnh Tết. Và thay mặt cho toàn bộ ekip của Hà Nội Camera, chúc toàn thể các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng. Và chúc các bạn ăn Tết vui vẻ với gia đình và người thân. Xin chào.